Gãy đầu dưới xương quay, phương pháp sau phẫu thuật. Từ 0 tới 4 tuần, bó bụng ngắn hoặc dài tùy theo chỉ định của bác sĩ. Bắt đầu các bài tập chủ động và bị động, tăng tầm vận động cho các ngón tay, khuỷu tay và vai. Có thể bắt đầu tập quay sấp ngửa nhẹ nhàng cho cẳng tay nếu bệnh nhân được bó bụng kiểu ngắn, khi khuỷu tay không bị hạn chế trong bụng. Có thể bắt đầu các bài tập cho ngón tay và các bài tập trượt gân cho bàn tay, ngón tay theo mức chịu đựng của bệnh nhân. Thực hiện các phương pháp kiểm soát và giảm sưng. Bắt đầu các biện pháp kiểm soát sẹo khi phù hợp. Thực hiện các biện pháp giảm độ nhạy cảm của thần kinh cảm giác nếu cần thiết. Từ 4 tới 6 tuần, bác sĩ sẽ quyết định tháo bột khi phù hợp. Đeo nẹp cố định cổ tay khi ngủ, xung quanh đám đông, khi bệnh nhân không tập các bài tập trị liệu, khi không thực hiện các hoạt động, công việc nhẹ nhàng hàng ngày. Bắt đầu các bài tập cầm nắm cho bàn tay. Có thể bắt đầu các bài tập kéo giãn với tạ nhỏ khi phù hợp. Tập các bài tập thụ động và chủ động có trợ giúp, tăng tầm vận động cho cổ tay và cẳng tay. Có thể thực hiện các hoạt động chức năng nhẹ nhàng hàng ngày như chải tóc, ăn, xếp khăn, quần áo, gõ bàn phím. Tiếp tục các biện pháp kiểm soát sưng và giảm độ nhạy cảm của thần kinh cảm giác. Từ 6 tới 8 tuần, giảm đeo nẹp cố định cổ tay lại. Bắt đầu tập các bài tập chủ động, tăng tầm vận động cho cổ tay. Có thể bắt đầu các bài tập đẳng trường cho cổ tay và các bài tập cầm tạ nhẹ cho cổ tay theo như mức chịu đựng của bệnh nhân. Chuyển sang đeo nẹp tĩnh giúp tăng tầm vận động cho cổ tay theo như đơn bác sĩ. Lưu ý, không phải bệnh nhân nào cũng cần loại nẹp này. Từ 8 tới 10 tuần, có thể thực hiện các hoạt động hàng ngày mà không đeo nẹp cố định. Dần dần tăng các bài tập tăng lực nắm của bàn tay với các loại đất sét trị liệu hoặc các dụng cụ tập tay. Bắt đầu các hoạt động chịu trọng lượng cho cổ tay theo như mức chịu đựng của bệnh nhân. Từ 10 tới 12 tuần, tập các bài tập tăng sức mạnh và các bài kháng lực cho cổ tay. Tiếp tục các bài tập chịu trọng lượng. Từ 12 tuần trở lên, có thể trở về làm việc và tham gia các hoạt động không bị hạn chế theo mức chịu đựng của bệnh nhân. Tập trung vào các mục tiêu để trở về làm việc hoặc các mục tiêu liên quan tới hoạt động hàng ngày. Sau đây là các tài liệu tham khảo. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm và theo dõi.